Hello, xin chào các bạn. Mình tiếp tục trở lại game người làm vườn việc hóa nha các bạn. Lần 15 nha các bạn ơi. Nhà lớn rồi nha, cứ vợ được rồi đó. Mình bấm vô TV, mình bấm nút bên trái á, bấm nút lui á, mình sẽ mua đồ này nha các bạn. Mình chạy xuống cái điện thoại là điện là mình có nha. Đi xuống cái nhà nè, dưới cái kia nhà mà cho ba quả trứng, mình điện thoại mình mua cái chảo. Chảo giờ mình chiên ốp la trứng ăn.
Nay lễ hội hả ta? Một cái chảo nha. Quay cái dịch vụ điện thoại. Nay lễ hội đâu ta? Đang dính vô dây không trời. Gì vậy? Gì vậy? Cho mà.
Cá nó ăn sáng vậy không kịp luôn. Câu tới sáng luôn. Vậy sáng cá ăn giật nhanh. Xeo vô một cái nha các bạn, thằng này nó hay lừa đảo lắm. Không bán cái trái ấy nữa mà không biết chừng nào mới bán. Đi qua đâu. Sáng cái đậu không dám lừa tịnh tôi. Ông bán trái thể lực nữa.
đi nè, đi đào kiếm lá vốn. Đá quý thì mình dùng đôi sọt, còn mấy cái cuộn xanh xanh mình bỏ túi đi, có gì mình đổi được cái nó rẻ hơn.
Càng là dép chứ mà. Ngoài mình câu chỗ này chắc mình bẻ thằng câu dục. Bốn sáng giật cả luôn. Sáng sớm giật cá không? Sáng luôn rồi, tự động nó biến về nhà. Tự động nó biến về.
Đọc chuyện. Chưa ngủ. Chưa ngủ cho nên không có giữ sức được và liền tắm xuống đó. Cô ông bà ông bán hạt giống hay cô cái bà cô con ông bán hạt giống hay cô con bà bán gà con bà bán gà thì đã gần còn ông bán hạt giống thì nó xa. Ba chục ngàn, 30 ngàn xây hết tiền luôn, 508 cây gỗ. Thôi xong rồi đi đào cho bù lại hết tiền à. Xây nhà kính hết tiền à.
26 trăm mấy. Đủ mua 5 loại hạt giống không ta? Hạt giống ngọn ngọn kiện bắn mắt quá. 500 không? 500 tới 1000 không? Trong 11 clip qua
được 2.000 mấy. Sọt 1.000 đó. Cái chảo. Mình làm trứng ốp la thử được. Trứng cuộn. Trứng cuộn rán, trứng cuộn rán nha các bạn. Các bạn có thể tự ăn chứ không bán được. Hết dầu rồi, mua cái bình dầu. Bốn tim hết kìa, con chó lên 2 tim luôn. Kiểm tra thử con gà nào bệnh không đem đi. Không có con nào bệnh hết. Dạ dịch nó qua làm nhà kính cho mình. Làm được trứng cuộn nha các bạn. Thứ ba bữa nay không có bán, mình phải mua dầu dự trữ nha. Chúc mình làm cá sốt cà.
Mình lấy cây viết mình ghi lại công thức nấu ăn nha các bạn. Đầu tiên là cái nồi nè. Để mình ghi lại. Bột cà ri gia vị giống như cục gì đó biết đâu, và mình thêm vào trái cây mình thích nha. Cũng dễ, món này cũng dễ nha bạn. Video cũng dài, mình kết thúc tại đây các bạn.